Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay phiên bán hàng ngày 11 tháng 3 năm 2021. Cũng rất lâu rồi Nguyễn không bán hàng trên YouTube, do thời gian sau Tết thì cũng đi đây đi đó, và cũng như là từ khi có cái vườn mới thì khách đến vườn thường xuyên, cho nên là Nguyễn cũng khá là bận rộn. Thì kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm bán hàng trên YouTube và Facebook đều là Lan Rừng Nguyễn Lâm, và sử dụng chung một số điện thoại 0961 851 766. Địa chỉ vườn lan thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì bắt đầu từ hôm nay thì tụi em sẽ thường xuyên bán hàng trên YouTube trở lại để thuận tiện cho các anh chị và các bạn theo dõi. Trong video bán hàng ngày hôm nay, ở phần đầu video là rất là nhiều kỳ năm cánh trắng chân thành. Mình cũng xin giới thiệu sơ qua về mặt hoa năm cánh trắng chân thành cho các anh chị và các bạn xem ha. Đây là một cây được sổ tại huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Cây này thì đôi mắt của nó xước và mũi của nó gần trắng nha các anh chị, gần như là trắng, nó còn phớt tím một chút thôi. Đây là một cây có mặt hoa rất đẹp, có thể nói là trong các cái dòng mà mắt xước xước như thế này thì cây năm cánh trắng chân thành là một cây được đánh giá rất là cao. Về mặt thân lá của nó thì cái thân của nó thì cũng mảnh nhỏ thôi, nhưng mà hoa thì to, anh chị thấy hoa rất to ha. Và cây này cũng là một dòng cây nó cũng khá là siêng hoa, cho nên là anh chị nào mà chơi hoa năm cánh trắng thì có thể là chơi cây năm cánh trắng chân thành, là một cây nó tương đối dễ ra hoa, nó khác với lại cây năm cánh trắng HO. Ở đây mình có rất nhiều kỳ và giá cả thì nó cũng vừa phải để cho các anh chị và các bạn chúng ta sưu tầm. Kỳ năm cánh trắng chân thành số 1 giá là 6 triệu. Đây là kỳ ươm tự nhiên nha các anh chị, cây nó đã có rễ bám vào trong cái miếng xốp á. Cây này kích thước nó được 3 cm, đó là kỳ số 1 ha. Giá là 6 triệu. Kỳ năm cánh trắng chân thành số 2 và cũng 3 cm và giá là 6 triệu. Năm cánh trắng chân thành hồi năm ngoái á, giá trị của nó rất là cao, và hiện tại mình có những cây nhỏ 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 vừa phải để cho các anh chị và các bạn sưu tầm về cái giá của nó. Kỳ năm cánh trắng chân thành số 3, cây này thì giá 5 triệu ha, kích thước nó chỉ tầm 2 cm thôi. Và kỳ năm cánh trắng chân thành số 4 cũng 5 triệu, kích thước nó tầm 2 cm. Kỳ số 5 thì nó nhỏ hơn, nó hơn 1 cm và cũng giá là 5 triệu, gần 2 cm, hơn 1 cm. Kỳ năm cánh trắng chân thành số 6, 3 cm, giá là 6 triệu. Hôm nay mình có rất là nhiều những cái kỳ nhỏ như thế này để cho các anh chị và các bạn sưu tầm cây năm cánh trắng chân thành. Kỳ số 7, 2 cm, giá 6 triệu, hơn 2 cm nha các anh chị. Kỳ số 8, 3 cm và cũng giá là 6 triệu một kỳ. Những cây này là những cây ươm tự nhiên, các anh chị thấy rễ của nó đã bám trong cái miếng xốp đó rồi. Kỳ số 9, 4 cm, giá 6 triệu rưỡi. Kỳ số 10, 3 cm, giá là 6 triệu. Hôm nay mình có khoảng tầm 30 mấy cây á. Số 11, 4 cm, giá là 6 triệu rưỡi. Cây này là thắt ngọn. Số 12, 5 cm, giá là 7 triệu. Số 13 cũng 5 cm và cũng giá là 7 triệu. Kỳ số 14, 3,5 cm, giá là 6 triệu. Kỳ số 15, 4,5 cm, giá là 7 triệu. Kỳ số 16, 4 cm, giá 6 triệu rưỡi. Kỳ số 17, 4,5 cm, giá 6 triệu rưỡi. Các anh chị thấy giá năm cánh trắng chân thành đầu năm nay vẫn bán giá rất là mềm nha các anh chị. Kỳ số 18, 5 cm, giá là 7 triệu. Kỳ số 19, 7 cm, giá là 8 triệu. Kỳ số 20, 7 cm, giá là 8 triệu.
Key số 21, 7 cm và giá là 8 triệu. Key số 22, 6 cm, giá 7 triệu rưỡi. Số 23, 7 cm, giá 8 triệu. Càng về sau thì cây nó càng lớn ha. Cây số 24, 6 cm, giá 7 triệu rưỡi. Cây số 25, 6,5 cm, cũng giá là 7 triệu rưỡi. Cây số 26, 8 cm, giá 8 triệu rưỡi. Cây này lớn. Cây số 27, 10 cm, giá 9 triệu rưỡi. Cây số 28, 11 cm, giá là 10 triệu. Cây số 29, 11 cm, giá là 10 triệu. Cây số 30, cũng 10 cm, 10 cm, giá 9 triệu rưỡi. Số 31, 10 cm, giá 9 triệu rưỡi. Số 32, 9 cm, giá 9 triệu. Số 33, 13 cm, giá 11 triệu. Và cuối cùng là số 34, 13 cm, giá là 11 triệu. Hôm nay mình có 34 cái key 5 cánh trắng chân thành như vậy. Tiếp theo là cái dòng giải hạt chớp Mỹ. Chậu số 1. Đây là hoa giải hạt chớp Mỹ nha các anh chị. Chớp Mỹ là một dòng cây giống đài. Chậu số 1, mặt hoa. Tất cả những cây này là đều những cây đang có hoa, chuẩn hoa cho các anh chị. Đó, các anh chị thấy nó cánh hình tia chớp ha. Chậu số 1 này thì nó có 3 thân và rất là nhiều mầm gốc. Cho nên là chậu số 1 này giá là 300 nghìn ha. Nó khoảng 1, 2, 3, 4, 5 cái mầm gốc thì phải. Chậu số 2 giá 200 rưỡi. Từ số 2 trở đi thì đồng giá là 250 nghìn một chậu nha các anh chị. Nó cũng chậu này thì cũng có 3 thân này. Đây là những cây ươm năm thứ nhất ha. Mầm gốc thì cũng cũng bật lên vài cái mầm rồi. Chậu số 3 cũng 200 rưỡi. Chậu này thì cũng 3 thân, 3 thân cây năm nhất. Tất cả là đều đang hoa. Đang có mầm gốc luôn. Chậu số 4 cũng 250.000. Chậu số 5 250.000. Đang có hoa ha. 3 thân. Mầm gốc thì chuẩn bị lên. Chậu số 6 cũng 250, 3 thân tơ. 3 thân năm nhất ha. Đây là những cây ươm tự nhiên năm thứ nhất. Chậu số 7 cũng 250.000. Chậu số 8 cũng 250.000, chậu này 3 thân. Chậu số 9 180.000, chậu này chỉ có một cái thân tơ đang có hoa. Hai thân với một thân đang hoa và một thân nhỏ, một thân lớn, một thân nhỏ đang có hai mầm gốc đây. Chậu số 10 cũng 180.000 ha, một thân lớn, một thân nhỏ. Và đang có mầm gốc.
Cuối cùng là chậu số 11, 180.000, nó gồm một cái thân rất là lớn này. Đây là một bụi luôn chứ không phải một cây nữa nha các anh chị. Đang có mầm gốc. Đây là hai cái thân già năm ngoái. Tiếp theo là những cái chậu giả hạt bệt châu Như. Chậu bệt châu Như số 1 là một cây rất là đẹp đây. Chậu này giá là 1 triệu với mặt hoa bệt đậm như thế này. Đang có nụ luôn, về các anh chị và các bạn khi nhận cũng có thể xem hoa được ha. Đang có nụ và đang có hoa. Cây bạch châu Như số 1. Châu Như là một dòng cây nở vào mùa xuân nha các anh chị. Nó là một phép lai giữa cây Di Linh Xuân với cây Đẩy Thảo Lâm Đồng. Chậu số 2 giá là 500.000. Chậu này thì cũng là một cây bạch nhưng mà nó nhạt màu hơn một tí. Chậu số 3 giá 500.000. Đây là cũng là một cây bệt, tuy nhiên là nó còn một chút hồng hồng ở phía đầu đầu lưỡi. Đây là những cây nở vào mùa xuân. Hoa rất là thơm nha các anh chị nha, à, dòng châu Như rất là thơm. Cây bệt số 4 giá là 800.000. Cây này thì nó được hai thân. Một thân đang nụ và một thân đang có hoa. Mặt hoa như thế này. Cũng rất là đậm ha, ở phía đầu lưỡi thì nó còn hơi hồng hồng một chút thôi. Một thân đang nụ và một thân đang có hoa. Chậu châu Như bệt số 5, chậu bệt châu Như số 5 giá là 1 triệu. Đây là một cây bệt có mặt hoa rất đẹp đây. Anh chị thấy cái lưỡi nó bệt đậm ha, rất là đậm. Giá là 1 triệu cho chậu số 5. Và cây bệt châu Như số 6 cũng giá là 1 triệu, cũng là một cây có mặt hoa bệt đậm đẹp. Đó là những cái chậu giả hạt bệt châu Như. Có 6 chậu bệt trong ngày hôm nay. Tiếp theo thì là Nguyễn mời các anh chị và các bạn qua vườn lan lan rừng, vườn lan giống của Nguyễn nha. Đây là những cây hài hài rừng, hài gấm rừng. Cái dòng này thì Nguyễn thấy ở trong vườn Nguyễn là nó nở hoa gần như quanh năm, lác đác lác đác. Với khi mà trồng số lượng nhiều như thế này thì thỉnh thoảng có những chậu nó đang có nụ và đang có hoa như thế này, thì Nguyễn xuất một chậu như thế này là một chậu á, tiêu chuẩn của nó là gồm 3 thân ha, 3 thân và đang có nụ hoặc là có hoa. Giá là 80.000 một chậu. Như chậu này, các anh chị thấy là tiêu chuẩn là gồm 3 thân. Những cái cây hài này là mình đã trồng thuần được 2 năm trong chậu rồi nha các anh chị. Hài rừng nhưng mà đã trồng 2 năm rồi. Cho nên là cây nó đã thuần chậu. Về mọi người chúng ta chỉ việc chăm tưới bình thường thôi. Giá 80.000 một chậu ha. Một chậu đang có mèo hoa hoặc là đang có hoa. Tiêu chuẩn là 3 thân. Cái dòng hài gấm này thì hoa của nó cũng tương đối bền đó. Khoảng được tầm 10 ngày. Những cây này đã được trồng thuần 2 năm trong vườn của Nguyễn rồi. Số lượng thì không có giới hạn, rất là nhiều. Các anh chị và các bạn mua số lượng lớn 10 chậu, 20 chậu thì có thể là giá thì Nguyễn sẽ giảm đi 10.000 cho một chậu. Còn anh chị mua lẻ về sưu tầm thì là giá là 80.000 một chậu ha. Mua số lượng lớn 10, 20 chậu thì giá là 70.000 một chậu. Nó số lượng rất là nhiều. Và tiếp theo đây là một cái dòng cây năm cánh trắng hồng hồng. Năm cánh trắng hồng hồng thì nó cũng là một cái cây giống của đài. Dòng này thì cây nó cũng nở hoa vào mùa xuân, hoa nó cũng có hương thơm nhưng mà nó không thơm đậm bằng những cái dòng cây rừng Việt Nam. Đây, cây năm cánh trắng hồng hồng.
Thì hôm nay mình xuất những cái chậu tiêu chuẩn là 3 thân tơ ha. Đây là những cây ươm năm thứ nhất nha các anh chị. Đây là những cây mình trồng ươm năm thứ nhất. Một chậu thì 3 thân tơ. Giá là 180.000 một chậu ha. Số lượng cũng không có giới hạn luôn. Rất là nhiều. Cây hầu như là đang lên mầm gốc ha các anh chị. Có những cây đã lên mầm gốc và có những cây chưa ha. Thì tiêu chuẩn là một chậu là 3 thân tơ. Giá 180.000 một chậu như thế này ha. Đây là những kỳ năm thứ nhất. Đó, cứ 3 thân tơ. Tất cả những cây này thì đã thính ngọn. Năm thứ nhất thì nó chưa có khả năng cho hoa thì sang năm thứ hai. Các anh chị và các bạn trồng năm thứ hai thì có khả năng ra hoa. Nhưng những cái thân này các anh chị nếu mà kích thích thì nó sẽ ra hoa nha. Ý mình nói là ra hoa tự nhiên thì những cây năm thứ hai nó sẽ dễ hoa hơn. Những cái mầm năm thứ hai. Giá 180.000 một chậu ha. Số lượng rất là nhiều. Tiêu chuẩn một chậu là 3 đầu. Cuối cùng thì là mình xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn một cái dòng lan của châu Mỹ. Đây là cây lan Ebi. Cây lan Ebi sang về phía Việt Nam thì gọi là dòng cây trúc lan, tại vì thân lá của nó giống như cây trúc vậy. Hoa của nó thì năm cánh xanh, lưỡi vàng. Đó. Năm cánh xanh, lưỡi vàng. Và có một chút tím ở phần mũi. Đây là một dòng cây Nam Mỹ nha các anh chị. Và những cây này là mình cũng đã trồng thuần 2 năm tại vườn và cây đã trưởng thành. Thì một chậu như thế này. Mình trồng vào chậu kích thước là 12 cm nha các anh chị. Một chậu như thế này nó gồm ít nhất là 3 đầu. Nhưng mà phần lớn là nó thành một lùm như thế này tại vì đã trồng thuần nó được 2 năm rồi thì giá mình bán là 150.000 một chậu. Đây không phải là cây giống nữa nha các anh chị. Đây những cây này là những cây đã trưởng thành hết rồi. Đây là một dòng lan Ebi ha. Ebi thì nó là có rất là nhiều dòng nha các anh chị. Thì cái dòng mà mình bán cho các anh chị ở đây là một dòng năm cánh xanh, lưỡi lưỡi vàng và mũi tím. Còn cây này, cái dòng trúc lan này hoặc là còn lan Ebi này thì nó có hàng ngàn màu hoa khác nhau đó các anh chị. Đây là một cái dòng cây ở Nam Mỹ, thì ở phía trong Mỹ. Ngày hôm nay thì mình bán một chậu như thế này là 150.000 ha. Những cây đã được trồng thuần 2 năm trong vườn như thế này. Đó, một chậu như thế này. Nó rất là nhiều đầu cho nên là cũng khó mà có thể là nói cái tiêu chuẩn được tại vì đã trồng thuần 2 năm rồi. Cây trưởng thành. Video bán hàng ngày hôm nay thì kết thúc. Nguyễn cũng sẽ cố gắng thường xuyên bán hàng trên YouTube trở lại để các anh chị và các bạn chúng ta tiện theo dõi. Mình cũng xin lỗi là vì sau Tết mình cũng đi đây đi đó rất là nhiều và khách đến vườn cũng nhiều cho nên là không có đủ thời gian để mà làm YouTube để mà gửi đến các anh chị và các bạn những cây lan. Các anh chị và các bạn nếu mà mua hàng trên YouTube thì vui lòng gọi điện thoại trực tiếp 0961851766 ha. Còn các anh chị nào mà mua hàng trên Facebook thì Nguyễn đang bán riêng trên Facebook là những cây khác nha các anh chị. Ở trên YouTube là những cây khác. Thì các anh chị nào mua trên Facebook thì có thể là chốt trên bài hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp 0961851766. Nguyễn xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo nha. Địa chỉ vườn lan tụi em thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nha các anh chị.